của quý vị đã dành cho phần biểu diễn của tài tử Văn Bình. Sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần độc tấu đờn gáo, tiết mục Tây Thi Quản với phần biểu diễn của nghệ nhân dân gian Nam Lợi. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Ủa xong rồi anh hết chưa?
Xin được cảm ơn nghệ nhân dân gian Nam Lợi. Tiếp theo chương trình xin gửi đến quý vị thể điệu Đảo Hố Cung 20 câu bài Đồng Nai Ngày Mới của tác giả Anh Liệt cùng với phần biểu diễn của tài tử Kim Chi. Đi trên mảnh đất anh.